Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là sáng của ngày Chủ nhật, ngày 4 tháng 9 năm 2022. Loan Lộc kính chúc tất cả quý vị luôn thật nhiều niềm vui và luôn thật nhiều sức khỏe. Cá hồi hun khói được bán ở 10 tiểu bang Mỹ bị thu hồi do lo ngại về vi khuẩn Listeria. Bài tập của cô giáo về cuộc bầu cử gian lận năm 2020 gây ầm ĩ ở Florida. Phi cơ bay vòng trên thành phố ở Mississippi dọa đâm xuống Walmart. Tin từ Texas, khách đấm nhân viên làm móng tay vì không có tiền trả gần $300 dịch vụ. Một nhân viên chăm sóc người khuyết tật ở Orange County sàm sỡ bệnh nhân. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, số học sinh ở lại lớp tăng mạnh ở Mỹ. Hawaii đóng cửa nhà máy điện chạy bằng than cuối cùng. Tổng thống Joe Biden đề nghị tổng giá trị $47.1 tỷ cho ứng phó COVID-19, đậu mùa khỉ và Ukraine. Người đứng đầu tổ chức Black Lives Matter bị cáo buộc biển thủ $10 triệu. Ngân hàng Bank of America vừa tung ra một khoản thế chấp không cần trả trước giúp mua nhà rẻ hơn, dễ dàng hơn. Gần 100 người vượt sông sang Mỹ, 8 người tử vong. Tiết lộ rợn tóc gái về kẻ ám sát hụt phó tổng thống Argentina. Nga đóng van đường ống khí đốt Nord Stream 1 vô thời hạn. Vì sao 8 nhà tài phiệt Nga gồm 6 người đứng đầu về ngành dầu chết bất ngờ? Mỹ công bố bán vũ khí $1.1 tỷ cho Đài Loan. Trung Quốc yêu cầu thu hồi ngay lập tức. Tin Việt Nam, một cháu gái ở Sài Gòn bị lừa sang Campuchia, gia đình phải vay $5.500 để chuộc mạng. Cơ sở kinh doanh bóng cười bị phạt $34.5 triệu vì được tin báo của người dân trên Facebook. Thưa quý vị, tin đầu tiên sáng ngày hôm nay, cá hồi hun khói được bán ở 10 tiểu bang Mỹ bị thu hồi do lo ngại về vi khuẩn Listeria. Loại cá hồi hun khói đóng gói Scotland của St. James Smokehouse được bán từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2022 đã bị thu hồi. Các sản phẩm này bị ảnh hưởng, được phân phối đến các cửa hàng ở Alabama, Colorado, Florida, Illinois, New Jersey, New York, Massachusetts, Washington, Virginia và Wisconsin. Kiểm tra định kỳ của Bộ Nông nghiệp tiểu bang Washington cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn Listeria có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau và một trong số chúng cũng có thể gây ra thiệt mạng ở những người dễ bị tổn thương. Hiện nay thì chưa có bệnh nào được báo cáo. Thông báo thu hồi cho biết người tiêu dùng đang sở hữu sản phẩm này nên vứt bỏ nó ngay lập tức hoặc trả lại cho cửa hàng để được hoàn tiền đầy đủ. Để biết thêm thông tin về việc thu hồi, xin quý vị hãy vào trang web của FDA. Nếu như gia đình nào chúng ta có những cái cá hồi mà mình đã mua rồi quý vị, thì xin quý vị hãy vào trang web của FDA để mà xem, hoặc là mình đem trả lại ở những cửa hàng mình đã mua nha quý vị. Bài tập của cô giáo về cuộc bầu cử gian lận năm 2020 gây ầm ĩ ở Florida. Hình chụp bài tập về nhà của một cô giáo trường Nolan Middle School gần Bradenton, Florida đã gây ầm ĩ trên Twitter vì có nhắc tới lời cáo buộc rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bị gian lận, theo nhật báo Miami Herald vào ngày thứ Sáu, ngày 2 tháng 9. Trong bản thuyết đăng tối ngày thứ Tư, ông Ron Filipkowski, luật sư ở Sarasota, từng là người Cộng hòa, chia sẻ một phần hướng dẫn bài tập cho lớp 6 có tên Nhà sử học làm việc ra sao, trong đó bao gồm phần quan điểm và thiên vị. Ví dụ mà cô giáo nêu trên đưa ra trong phần thiên vị đang gây ầm ĩ vì nhắc đến vụ cựu tổng thống Donald Trump cáo buộc rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bị gian lận lan tràn. Báo chí thường thiên vị nên sẽ thêm từ ngữ để đẩy người đọc suy nghĩ theo hướng này thay vì hướng khác. Hãy đọc hai câu sau đây của phóng viên sau cuộc bầu cử năm 2020. Cô giáo này đã viết trong một hướng dẫn làm bài tập. Tổng thống Donald Trump cáo buộc cuộc bầu cử năm 2020 bị gian lận. Tổng thống Donald Trump cáo buộc sai trái rằng cuộc bầu cử năm 2020 bị gian lận. Câu trước chỉ cung cấp thông tin, còn câu sau thì khiến cho người đọc chưa kịp biết đủ sự việc thực tế thì tin rằng ông ấy đã sai, cô giáo này đã viết. Vào hôm thứ Năm, theo ông Mike Barber, phát ngôn viên của học khu Manatee County, xác nhận với giới chức đang điều tra vụ này, bài tập nêu trên không đúng với kỳ vọng của học khu này.
Bài tập do một cô giáo giải thế về môn xã hội đưa ra vào ngày thứ Tư. Ông Barber giải thích, chúng tôi đang xem lại kỹ lưỡng những bài tập về nhà trong tương lai của khóa học này và sẽ giải quyết những vấn đề còn lại liên quan đến bài tập này, ông viết trong email gửi cho báo Bradenton Herald. Theo ông Barber thì bài tập này dựa trên quyển sách giáo khoa đã được tiểu bang Florida chuẩn thuận, Florida Edition by McGraw Hill. Tính đến sáng ngày thứ Năm, bản tweet về bài tập này có gần 4.000 lời bình luận và hơn 12.000 lượt thích. Phi cơ bay vòng trên thành phố ở Mississippi dọa đâm xuống Walmart. Một người đánh cắp chiếc phi cơ bay vòng vòng trên không vận của vùng Bắc Mississippi sáng sớm vào ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 9, và cảnh sát nói rằng họ phải ra lệnh di tản một cửa tiệm Walmart trong khi phi công đe dọa sẽ đâm xuống nơi này, theo bản tin của hãng thông tấn AP. Sở cảnh sát thành phố Tupelo cho biết trong bản post trên Facebook rằng tiệm Walmart và một tiệm tạp hóa cạnh đó đã được di tản. Chiếc phi cơ bắt đầu bay quần trên bầu trời của thành phố Tupelo, Mississippi vào lúc 5 giờ sáng, nhưng sau đó đã bay khỏi Tupelo và thấy đảo trên không phận một khu dân cư gần đó. Cảnh sát đã nói rằng liên lạc trực tiếp được với phi công. Chiếc phi cơ là loại Beechcraft King Air. Sở cảnh sát đã khuyến cáo dân chúng nên tránh khu vực có chiếc phi cơ cho tới khi nào có thông báo an toàn. Các cơ quan công lực nói với một tờ báo địa phương rằng lúc khoảng 8 giờ sáng, chiếc phi cơ bị đánh cắp đã rời khỏi không phận Tupelo và bay vào một xưởng sản xuất Toyota ở Blue Springs cạnh đó. Thống đốc Ted Cruz viết trên Twitter rằng tất cả cơ quan công lực và giới chức điều hành trường hợp khẩn cấp đều theo dõi quan sát tình hình nguy hiểm này và kêu gọi mọi người hãy lưu ý đến thông báo của sở cảnh sát Tupelo. Tin từ Texas, khách đấm nhân viên làm móng tay vì không có tiền trả gần $300 dịch vụ. Tin từ Harris County, Texas, nhà chức trách của quận Harris, tiểu bang Texas đang truy lùng một người phụ nữ liên quan đến vụ tấn công nhân viên cơ sở thẩm mỹ làm móng tay sau khi cô ta từ chối trả số tiền dịch vụ vào hồi tháng trước, theo văn phòng của quận trưởng cảnh sát. Vụ hành hung xảy ra vào ngày 7 tháng 8 tại tiệm Venus Nail Salon trên đường South Mason Road, khu vực Tây của quận Harris, khoảng 5 giờ chiều. Nghi can đã vào tiệm và yêu cầu làm nhiều dịch vụ, và khi nhân viên làm xong đưa hóa đơn $280 thì cô ta đã giãy nảy lên, nói rằng không có tiền trả. Nhân viên liền khóa cửa tiệm và gọi cho 911. Nghi can bắt đầu hất tung tất cả các đồ trong tiệm, đấm nhân viên nhiều lần và chụp lấy chìa khóa mở cửa từ xa, mở cửa rồi bỏ đi. Các nhà điều tra công bố hình ảnh từ băng giám sát, kêu gọi công chúng hỗ trợ xác định danh tính của nghi can. Bất cứ ai có thông tin về nghi can này, hãy gọi cho đơn vị tội phạm bạo lực văn phòng cảnh sát trưởng của quận Harris 713-274-9100. Crime Stopper đã treo giải thưởng $5,000 cho thông tin có giá trị dẫn đến bắt hoặc là cáo buộc nghi can trong vụ này. Thông tin có thể được tường trình vào số điện thoại 713-222-8477 hoặc trực tuyến tại trang web của Crime Stopper hoặc là qua ứng dụng Crime Stopper trên điện thoại. Chỉ những mách bảo và các cuộc gọi trực tiếp vào Crime Stopper ẩn danh và đủ điều kiện sẽ được nhận tiền thưởng. Một nhân viên chăm sóc người khuyết tật ở Orange County sàm sỡ bệnh nhân. Người nhân viên này đã bị bắt ở Orange County với cáo buộc sàm sỡ bệnh nhân. Sở cảnh sát của Orange County loan báo vào ngày thứ Năm, ngày 1 tháng 9, ông Gil Franco Carpentero, 64 tuổi, là cư dân của Tustin, làm nhân viên chăm sóc người chậm phát triển trí tuệ và thể chất 10 năm nay. Ông ta đã bị bắt ngày thứ Năm liên quan đến vụ tấn công tình dục một bệnh nhân tại nơi chăm sóc người khuyết tật ở Mission Viejo, theo OCSD. Gia đình nạn nhân này đã gọi điện thoại cho OCSD báo cáo vụ tấn công. Họ còn cung cấp bằng chứng cho thấy ông Carpentero dính líu vào vụ này. Ông Carpentero hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Orange County. Tiền thế chân tại ngoại được ấn định là $100,000. Vì ông Carpentero thường tiếp xúc với những người chậm phát triển trí tuệ thể chất, điều tra viên tin rằng có thể còn nhiều nạn nhân khác, sở cảnh sát đã cho biết. Sở cảnh sát kêu gọi ai biết thông tin về nạn nhân khác có thể hoặc bất cứ thông tin nào giúp cho cuộc điều tra thì xin gọi cho cảnh sát của Orange County với số điện thoại 714-647-7419 hoặc nếu muốn giấu tên thì có thể gọi cho cơ quan chống tội phạm Orange County số 855-847-6227. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, số học sinh ở lại lớp tăng mạnh ở Mỹ.
Tin từ Harrisburg, Pennsylvania, số lượng học sinh ở lại lớp trong thời gian gần đây bắt đầu tăng vọt trên khắp nước Mỹ, nhưng nhiều bậc phụ huynh và học sinh lại có cái nhìn tốt về điều này. Xu hướng này bắt đầu bộc phát sau khi một số tiểu bang, điển hình là Pennsylvania, ban hành một luật mới trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Theo đó, các bậc cha mẹ được quyền lựa chọn cho con mình học lại một năm. Sau khi áp dụng, số học sinh ở lại lớp của tiểu bang đã tăng khoảng 20.000 lên hơn 45.000 em. Em Braylon Price là học sinh ở Pennsylvania kể lại, em đã phải chật vật với nhiều vấn đề trong năm học đầu tiên của dịch COVID-19. Do thiếu sự hướng dẫn thường trực của thầy cô giáo, em Braylon khó có thể hoàn thành bài tập ở nhà đầy đủ và đúng hạn. Sau đó thì cha mẹ em đã yêu cầu em học lại lớp 6. Họ tin rằng việc này sẽ giúp con mình có con đường tương lai tốt hơn. Lúc đầu thì em thật sự không muốn làm như vậy, nhưng sau đó em nhận ra quyết định đó tốt cho bản thân em. Em năm nay 13 tuổi đã chia sẻ. Mẹ của em cũng khẳng định bà không hề hối tiếc khi cho con mình học lại thêm một năm. Theo phân tích của AP thì 22 trong số 26 tiểu bang cung cấp dữ liệu năm học gần đây đã ghi nhận sự gia tăng số lượng học sinh ở lại lớp. Ba tiểu bang South Carolina, West Virginia và Delaware có tỷ lệ học lại tăng hơn gấp đôi. Một nghiên cứu cho thấy những học sinh ở lại lớp có nguy cơ bỏ học cao gấp 2 lần. Bọn trẻ coi đó là sự trừng phạt, việc này làm giảm động lực học tập của chúng và sẽ không làm tăng sự tiến bộ của chúng, nhà nghiên cứu đã chia sẻ. Trong khi đó, bên phe ủng hộ cho trẻ ở lại lớp lưu ý rằng các nghiên cứu trên không được thực hiện trong thời kỳ đại dịch. Lúc này các em học sinh phải vất vả để theo kịp những tiết học trực tuyến trên Zoom. Một số trẻ thậm chí còn không muốn vào học. Nhìn chung, phụ huynh có thể yêu cầu cho con học lại, nhưng quyết định cuối cùng vẫn tùy thuộc vào hiệu trưởng. Họ sẽ đưa ra phán đoán dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có sự tiến bộ trong học tập của các em. Hawaii đóng cửa nhà máy điện chạy bằng than cuối cùng. Hawaii đã đóng cửa nhà máy nhiệt điện than cuối cùng còn lại vào ngày thứ Năm, một cột mốc quan trọng trong nỗ lực đầy tham vọng của tiểu bang nhằm chuyển đổi sang 100% năng lượng tái tạo vào năm 2045. Nhà máy điện AES Hawaii gần Kalaeloa phía nam của Oahu cung cấp hơn 11% lượng điện của tiểu bang vào năm 2021, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng của Hoa Kỳ. Thống đốc David Icke, một đảng viên thuộc đảng Dân Chủ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với AP, đó thực sự là việc giảm thiểu khí nhà kính và cơ sở than này là một trong những cơ sở phát thải lớn nhất, đưa nó vào chế độ ngoại tuyến, có nghĩa là chúng ta sẽ ngăn chặn 1,5 triệu tấn khí nhà kính được thải ra hàng năm. Hawaii đã và đang nỗ lực hướng tới một ngành năng lượng được cung cấp hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo vào năm 2045, một mục tiêu đã được quy định trong luật tiểu bang vào năm 2015. Tuy nhiên thì quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo đã trở nên phức tạp trước các thách thức của đại dịch và cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Trước năm nay, giá điện ở Hawaii đã cao gấp 3 lần mức trung bình của Hoa Kỳ, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, một phần vì chính phủ phụ thuộc nhiều vào dầu đốt, phần lớn được nhập khẩu từ Nga để sản xuất điện vì nó ít tốn kém hơn so với vận chuyển và so với khí đốt tự nhiên. Trong những tháng đầu tiên sau khi mà Nga xâm lược vào Ukraine, giá điện dân dụng đã tăng gần 62% so với năm trước. Theo dữ liệu từ Hawaiian Electric Co., nhà cung cấp điện lớn nhất của tiểu bang, giờ đây, việc đóng cửa nhà máy than cuối cùng của tiểu bang sẽ khiến hóa đơn tiền điện của khách hàng tăng 7% bắt đầu từ tháng 10, tương đương khoảng $15 cho một khách hàng thông thường sử dụng 500 kW một giờ, theo một bản tin tức từ Hawaiian Electric. Thượng nghị sĩ của tiểu bang Glenn Wakai, một đảng viên Dân Chủ, hiện là Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về Phát triển Kinh tế, Du lịch và Công nghệ, đã chỉ trích quyết định đóng cửa nhà máy. Ông nói, chúng tôi đã thực hiện một bước chuyển đổi mà chúng tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước. Ông nói thêm, hậu quả ngắn hạn sẽ là thảm họa đối với người dân Oahu. Tổng thống Joe Biden đề nghị tổng giá trị 47,1 tỷ đô la cho ứng phó COVID-19, đậu mùa khỉ và Ukraine. Tổng thống Joe Biden đề nghị Quốc hội cấp thêm 11,7 tỷ đô la ngân sách khẩn cấp để viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine đầu năm 2023. Tổng thống Joe Biden từng khẳng định Mỹ quyết duy trì ủng hộ người dân Ukraine bảo vệ đất nước. Để thực hiện điều này, ông đang đề nghị Quốc hội chi thêm 11,7 tỷ đô la viện trợ an ninh và kinh tế cho Ukraine trong quý 1 của năm 2023, cùng 2 tỷ đô la để giải quyết tác động từ xung đột đến từ nguồn cung cấp năng lượng trong nước và giảm chi phí năng lượng trong tương lai, Tòa Bạch Ốc cho biết trong thông báo ngày 2 tháng 9.
Ông cũng đã đề nghị Quốc hội chi thêm 22,4 tỷ đô la cho hoạt động ứng phó của COVID-19 trong bối cảnh các ca bệnh có thể tăng mạnh vào mùa thu, cùng với 3,9 tỷ đô la cho nỗ lực đối với việc bùng phát virus đậu mùa khỉ và 6,5 tỷ đô la cứu trợ thảm họa thiên nhiên. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc John Pierre cho biết, Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần cảnh báo rằng sẽ có sự đánh đổi nếu khoản tiền đó không được thông qua, và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Ví dụ như là việc thiếu các bộ dụng cụ thử nghiệm miễn phí, khiến cho năng lực thử nghiệm trong nước của chúng tôi bị giảm sút do khả năng bị sụt giảm, cô đã nói. Số tiền này sẽ giúp bảo đảm khả năng tiếp cận với việc chích ngừa, xét nghiệm và điều trị, đồng thời cũng giúp tài trợ cho nỗ lực toàn cầu chống lại căn bệnh này, các quan chức chính quyền cho biết. Đề nghị với tổng giá trị 47,1 tỷ đô la được đưa ra trước khi năm tài khóa 2022 kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Quốc hội Mỹ chưa phê chuẩn dự luật chi tiêu năm 2023 và giới lập pháp đang có nhiều khả năng phải thông qua một khoản ngân sách tạm thời, trong khi các nghị sĩ thảo luận gói ngân sách hoàn chỉnh cho năm tới. Người đứng đầu tổ chức Black Lives Matter bị cáo buộc biển thủ 10 triệu đô la. Người đứng đầu tổ chức Black Lives Matter Global Network Foundation mới đây đã bị các cựu thành viên đưa đơn tố cáo là biển thủ hơn 10 triệu đô la tiền quyên góp để dùng cho mục đích cá nhân, theo hồ sơ nộp tại tòa vào tuần này, bản tin của tờ báo Los Angeles Times đã thông báo. Salomia Bowers bị tố cáo trong hồ sơ kiện là người quản trị suy thoái, kẻ trung gian thành kẻ chiếm đoạt do bòn rút tiền đóng góp cho tổ chức tranh đấu bất vụ lợi này, coi như đây là ngân hàng riêng của mình, theo hồ sơ kiện nộp tại tòa thượng thẩm Los Angeles County vào ngày thứ Năm. Đơn kiện nói rằng các hành động sai trái của Bowers khiến cho tổ chức Black Lives Matter Global Network Foundation bị sở thuế IRS và một số bộ trưởng tư pháp tiểu bang mở cuộc điều tra, khiến gây ra các thiệt hại không thể sửa chữa cho Black Lives Matter chỉ trong vòng chưa đầy 18 tháng. Đơn kiện tố cáo rằng, trong khi các nhà đứng đầu khác cũng như thành viên phong trào ra đường biểu tình phản đối, bất chấp đe dọa nguy hiểm tính mạng, ông Bauer tiếp tục ở trong văn phòng sang trọng của mình để nghĩ ra các phương cách lừa dối người đóng góp và Black Lives Matter. Đơn kiện do tổ chức Black Lives Matter Grassroots nộp tại tòa của Los Angeles không cho biết nhiều chi tiết về tố cáo biển thủ, nhưng cho thấy rõ sự rạn nứt trầm trọng trong các nhóm thuộc phong trào của Black Lives Matter. Ông Bowers và nhóm của ông bác bỏ mọi cáo buộc sai trái tài chánh và tố ngược rằng những người đi kiện ông bị những người da trắng muốn tiếp tục đàn áp người da đen lợi dụng để gây chia rẽ. Tổ chức Black Lives Matter Mother Global Network Foundation có nhiệm vụ điều hành các quỹ đóng góp cho phong trào Black Lives Matter và cung cấp tài chánh cho Black Lives Matter Grassroots, tổ chức điều hành các nhóm tranh đấu của địa phương. Phong trào Black Lives Matter bị để ý về vấn đề tài chánh kể từ năm 2020 khi nhận được 90 triệu đồng tiền đóng góp trong lúc có các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ về việc của George Floyd bị cảnh sát thành phố Minneapolis giết chết. Tổ chức này đã điền mẫu thuế IRS 990 đầu tiên cho năm 2020 và bị chỉ trích vì đã bỏ ra 6 triệu đô la mua một tòa nhà ở Studio City để dùng làm văn phòng của mình. Ngân hàng Bank of America vừa tung ra một khoản thế chấp không cần trả trước, giúp mua nhà rẻ hơn, dễ dàng hơn. Ngân hàng Bank of America tung ra một khoản thế chấp không cần trả trước tại 21 thành phố, có thể giúp chúng ta mua nhà rẻ hơn và dễ dàng hơn. Hãy tưởng tượng bạn được chấp thuận cho thế chấp căn nhà mơ ước mà không cần phải trả trước, trả chi phí cho closing cost hoặc có điểm tín dụng tối thiểu. Điều đó có thể trở thành hiện thực đối với những ai đi vay tiền ở 21 thành phố mà Bank of America công bố cho kế hoạch này nhằm thu hẹp khoảng cách về quyền sở hữu chủng tộc bằng cách cung cấp cho những người mua nhà lần đầu tiên đủ điều kiện thuộc mọi chủng tộc các khoản vay mua nhà giá cả phải chăng. Giải pháp cho vay hợp túi tiền cộng đồng sẽ có sẵn tại các thị trường được chỉ định, bao gồm cả ở các khu dân cư da đen và Tây Ban Nha có lịch sử ở Charlotte, North Carolina, Dallas, Detroit, Los Angeles và Miami. Kế hoạch này không yêu cầu bảo hiểm thế chấp hoặc điểm tín dụng tối thiểu và thay vào đó là sử dụng các hướng dẫn tín dụng dựa trên các yếu tố như là tiền thuê nhà, tiện ích, điện thoại, bảo hiểm xe hơi. Để mà đủ điều kiện thì người vay phải hoàn thành khóa học chứng nhận người mua nhà trước khi nộp đơn. Quyền sở hữu nhà củng cố cộng đồng của chúng ta và có thể giúp cho cá nhân và gia đình xây dựng sự giàu có theo thời gian.
A.J. Buckley, người đứng đầu khu vực lân cận và cho vay cộng đồng của Bank America cho biết trong một tuyên bố, giải pháp cho vay nhà giá cả phải chăng cộng đồng của chúng tôi sẽ giúp thực hiện giấc mơ sở hữu nhà cho nhiều gia đình người da màu và Tây Ban Nha. Giải pháp cho vay giá cả phải chăng cộng đồng là một biện pháp của đạo luật cơ hội tín dụng bình đẳng được Quốc hội thông qua vào năm 1974 nhằm cấm phân biệt đối xử trong quá trình cho vay. Tuy nhiên thì kể từ năm 2017, tỷ lệ sở hữu nhà của người da màu thấp hơn 30% so với người da trắng. Mặc dù tỷ lệ sở hữu nhà ở Mỹ đã tăng vọt vào năm 2020, nhưng dữ liệu cho thấy khoảng cách đang ngày càng được nới rộng. Theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia, tỷ lệ sở hữu nhà ở Mỹ hiện là 65%, nhưng tỷ lệ của người Mỹ da màu thấp hơn đáng kể ở mức 43%. Đối với người Mỹ da trắng, tỷ lệ này là 72%, và đối với người Mỹ gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Á, tỷ lệ này vẫn trên 50%. Gần 100 người vượt sông sang Mỹ, 8 người tử vong. Ngày 2 tháng 9, quan chức biên phòng Mỹ cho biết họ vớt được thi thể 8 người di cư và cứu được 37 người khác. Những người này gặp nạn do vượt qua sông Rio Grande để vào Mỹ tại khu vực gần thành phố Eagle Pass, tiểu bang Texas. Người phát ngôn của cơ quan tuần tra biên giới Mỹ, ông Rick Poza cho biết các nhân viên tuần tra biên giới, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát địa phương vẫn đang tìm kiếm thêm các nạn nhân khác có thể đã tử nạn khi cố gắng vượt sông. Trong những ngày gần đây thì nước sông của Rio Grande đã dâng cao và chảy xiết do mưa lớn bất thường. Tuy nhiên vào ngày 1 tháng 9, nhiều nhóm người di cư đã bất chấp nguy hiểm quyết định băng qua dòng sông nước cuồn cuộn này để tìm đường đến Mỹ. Theo hãng tin Reuters, một số người Venezuela vượt qua được dòng sông chảy xiết đến bờ bên kia sau một tiếng đồng hồ đánh vật với dòng nước. Nhưng nhiều người khác phải bám các trụ bê tông dưới cầu và kêu cứu. Ngày 1 tháng 9, lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đã bắt được tổng cộng 53 người di cư, trong đó có 37 người được cứu. Phía nhà chức trách của Mexico bắt giữ 39 người. Theo báo cáo của Washington Post, 8 người đã chết đuối. Đây là một trong số những tai nạn do vượt biên có nhiều người chết nhất dọc theo biên giới Mỹ và Mexico trong nhiều năm qua. Theo New York Times, vượt sông Rio Grande là con đường nhanh nhất để người di cư vượt biên sang Mỹ, dù cũng gặp nhiều tiềm ẩn rủi ro. Nếu nước sông không cao thì chỉ khoảng 10 phút băng qua sông bằng cách đi bộ qua đoạn sông cạn hoặc là bè tạm là người di cư có thể đến Mỹ để bắt đầu xin tị nạn. Tiết lộ rợn tóc gái về kẻ ám sát hụt phó tổng thống Argentina. Trước khi nghi phạm vụ ám sát hụt phó tổng thống Argentina Cristina Kirchner có hành vi táo tợn nhắm vào bà, mà nghi phạm này đã từng bị bắt vào năm ngoái vì sử dụng vũ khí không đúng cách. Fernando Sabat Montiel được xác định chính là nghi phạm đã tiếp cận phó tổng thống The Kirchner và toan cướp đi mạng sống của bà bằng khẩu súng đã được nạp đạn. Bên ngoài tư dinh của bà ở Buenos Aires vào ngày 2 tháng 9 vừa qua trong một vụ ám sát bất thành. Dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, Sabat Montiel có giấy phép sở hữu vũ khí nhưng từng bị bắt vào năm 2021 vì mang theo vũ khí nguy hiểm ở nơi công cộng, đồng thời nói thêm rằng hắn ta có ít nhất một hình xăm với các biểu tượng của Đức Quốc xã. Cụ thể vào hồi tháng 3 năm 2021, khi bị cảnh sát dừng lại để kiểm tra một chiếc xe không biển số, Montiel đã vô tình làm rơi con dao dài 3 tấc rưỡi khi mà xuất trình giấy tờ. Nghi phạm sau đó đã khai rằng con dao được dùng để mà tự vệ. Hồ sơ di trú cho thấy nghi phạm sinh ra ở thành phố Sao Paulo, Brazil vào năm 1987 và đã sống ở Argentina vào năm 1993. Sau khi khám xét nhà của nghi phạm này thì cảnh sát đã phát hiện ra 100 viên đạn được tích trữ bên cạnh khẩu súng Bersa 380 mà nghi phạm đã sử dụng. Trước đó thì đoạn video về vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy phó tổng thống đã mỉm cười trước khi bước xuống xe và đi ngang qua một đám đông những người ủng hộ bà. Ngay lúc này một người đàn ông lao tới và chĩa súng vào mặt bà ở khoảng cách rất gần. Bà Kirchner lập tức che mặt và cúi xuống. Đám đông những người ủng hộ cũng tìm cách bảo vệ bà và truy tìm kẻ sát nhân. Nghi phạm giương súng vào đầu bà ấy và bóp cò. Bà Cristina còn sống vì một số lý do mà chúng tôi không thể xác nhận về mặt kỹ thuật vào lúc này, khiến vũ khí không thể nổ. Vũ khí được trang bị 5 viên đạn đã không nổ mặc dù đã bóp cò. Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã cho biết. Vụ ám sát phó tổng thống Argentina đã gây chấn động, dấy lên hồi chuông cảnh báo về việc bảo vệ an ninh cho các chính trị gia, nhất là vụ ám sát khiến cho cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tử vong cách đây không lâu.
Nga đóng van đường ống khí đốt Nord Stream 1 vô thời hạn. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom thông báo đã đóng hoàn toàn đường ống dẫn khí Nord Stream 1 sang Đức vì lý do thiết bị và không nói rõ khi nào sẽ mở trở lại. Đài DW của Đức đưa tin Gazprom đã cho ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 sang Đức từ ngày 2 tháng 9 vì lý do rò rỉ và không nói khi nào cung cấp trở lại. Gazprom nói đã phát hiện chỗ rò rỉ và trước mắt sẽ ngừng cung cấp trong ngày 3 tháng 9 cho đến khi đường ống được sửa chữa xong. Theo hãng này, thì vết rò rỉ được tìm thấy tại tuabin khí đốt chính tại nhà máy Botovaya gần St. Petersburg. Đường ống Nord Stream 1 trước đó chỉ hoạt động 20% công suất bình thường sau nhiều lần cắt giảm của Nga. Vào ngày 19 tháng 8, thì Gazprom cũng nói sẽ ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống này từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 để mà bảo trì thường lệ. Nhưng vào ngày 31 tháng 8, hãng khí đốt nhà nước Nga cũng nói sẽ tiếp tục cung cấp đến ngày 3 tháng 9 sau khi việc sửa chữa tuabin hoàn tất. Nga cáo buộc các lệnh cấm vận của phương Tây đã gây cản trở việc bảo trì định kỳ cho đường ống Nord Stream 1. Gazprom đã đưa tuabin Siemens Energy nặng 20 tấn sang Canada để sửa chữa sau khi miễn trừ cấm vận. Trong thông báo phản hồi ngày 2 tháng 9, Siemens Energy đã nói rằng việc rò rỉ thường không ảnh hưởng đến hoạt động của tuabin và có thể hàng tại chỗ. Chúng tôi đã nhiều lần chỉ ra rằng có đủ tuabin tại cơ sở Portovaya để Nord Stream 1 hoạt động, công ty Đức đã tuyên bố. Vì sao 8 nhà tài phiệt Nga gồm 6 người đứng đầu về ngành dầu chết bất ngờ? Thông tin đưa tin vào ngày 2 tháng 9 rằng ít nhất có 8 nhà tài phiệt Nga nổi tiếng, với 6 trong số đó liên quan đến hai công ty năng lượng lớn nhất của Nga, được cho là đã chết do tự tử hoặc do tai nạn chưa rõ nguyên nhân kể từ cuối tháng 1. 6 người liên quan tập đoàn năng lượng nhà nước Gazprom của Nga hoặc một trong những công ty con của Gazprom, trong khi 2 công ty còn lại liên quan đến Lukoil, công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga. Đầu năm nay, Lukoil có lập trường công khai bất thường khi lên tiếng phản đối cuộc chiến của Nga ở Ukraine, kêu gọi sự thông cảm cho các nạn nhân và chấm dứt xung đột. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, chủ tịch Lukoil, ông Ravil Maganov, qua đời trong tuần này sau khi rơi từ cửa sổ của một bệnh viện ở Moscow. Lukoil xác nhận cái chết của ông vào ngày thứ Năm trong một tuyên bố được đăng trên trang web của hãng. Lukoil tuyên bố ông Maganov đã qua đời sau một trận ốm nặng mà không đề cập đến việc bị ngã. Ông Maganov đã đóng góp to lớn vào sự phát triển không chỉ ở công ty mà toàn bộ ngành dầu khí của Nga, Lukoil đã nhận định. Một nhà quản lý hàng đầu khác của Lukoil, ông Alexander Supotin, đã được tìm thấy thiệt mạng gần Moscow vào tháng 5. TASS cũng đã đưa tin, thông tấn xã Nga dẫn lời một quan chức cho biết các nhà chức trách đã được gọi đến nhà và thấy một người đàn ông bất tỉnh vì suy tim. TASS cho biết cảnh sát mở một cuộc điều tra hình sự về vụ việc này. Có liên hệ gì với Gazprom trong số những cái chết đầu tiên được báo cáo trong năm nay? Một giám đốc điều hành hàng đầu của Gazprom được phát hiện đã chết trong ngôi nhà của mình ở làng Leninsky gần thành phố Leningrad vào ngày 30 tháng 1, theo hãng tin của Nga RIA Novosti. Một bức thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy tại hiện trường và các nhà điều tra đang điều tra xem cái chết này có phải là một vụ tự tử hay không. Đài truyền hình quốc gia RAN TV xác định người đàn ông này là Leonid Suman, lãnh đạo bộ phận giao thông vận tải của Gazprom Invest. Chỉ một tháng sau đó, một giám đốc điều hành hàng đầu khác tại Gazprom được phát hiện đã thiệt mạng trong cùng một ngôi làng. Alexander Tiulakov được phát hiện chết trong nhà để xe của mình vào ngày 25 tháng 2. Theo Novaya Gazeta, một tờ báo độc lập của Nga, đưa tin rằng ông Tiulakov tử vong do tự sát. Thêm 2 doanh nhân Nga có liên quan với Gazprom cũng đã chết trong các vụ giết người rồi tự sát hồi tháng 4. Một trong số họ là ông Vladislav Alayev, cựu phó chủ tịch của Gazprom Bank, được phát hiện đã chết cùng vợ và con gái trong một căn hộ ở Moscow vào ngày 18 tháng 4, TASS đưa tin. Trích dẫn một nguồn tin của cơ quan thực thi pháp luật, TASS tuyên bố nhà chức trách đang điều tra cái chết của 3 người trong gia đình của ông Alayev là một vụ giết người hay là một vụ tự sát. Yulia Ivanova, đại diện của Ủy ban điều tra Moscow, được TASS dẫn lời, nói rằng một người thân đã phát hiện 3 thi thể của 3 người này sau khi được tài xế của gia đình và bảo mẫu cho biết họ không thể liên lạc qua điện thoại hoặc không thể vào căn hộ vì cánh cửa đã đóng từ bên trong. Igor Volobyev,
cựu chủ tịch của Gazprom Bank, người gần đây rời Nga đến Ukraine, nói với một đài truyền hình rằng ông không tin Avayev tự sát. Công việc của anh ấy là giao dịch với ngân hàng tư nhân, nghĩa là giao dịch với các khách hàng VIP. Anh ấy phụ trách số tiền rất lớn, vì vậy anh ấy đã tự sát ư? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ anh ấy biết điều gì đó và rằng anh ấy đang gặp một số rủi ro, ông đã chia sẻ. Ủy ban điều tra của Nga không trả lời yêu cầu bình luận về trường hợp này. Chỉ một ngày sau, vào ngày 19 tháng 4, Sergei Protosenya, cựu giám đốc điều hành của nhà sản xuất khí đốt Novatek thuộc sở hữu một phần của Gazprom, được tìm thấy chết tại nhà riêng ở Lloret de Mar, một khu nghỉ mát ở Địa Trung Hải gần với thành phố Barcelona của Tây Ban Nha. Một nguồn tin chính thức thân cận với cuộc điều tra đã nói vào tuần trước rằng thi thể của vợ và con gái có dấu hiệu bị bạo hành, được tìm thấy bên trong ngôi nhà sang trọng của gia đình. Cảnh sát kết luận đó là một vụ giết người rồi tự sát. Tuy nhiên, nói với tờ Daily Mail vào tháng 4, con trai của ông Protosenya cho rằng cha của anh bị sát hại. Mỹ công bố bán vũ khí 1,1 tỷ đô la cho Đài Loan. Trung Quốc yêu cầu thu hồi ngay lập tức. Ngày 2 tháng 9, Mỹ công bố thương vụ vũ khí trị giá 1,1 tỷ đô la cho Đài Loan, cam kết tăng cường khả năng phòng vệ của hòn đảo này bất chấp căng thẳng đang tăng cao với Trung Quốc. Gói vũ khí, gói lớn nhất tính cho đến nay dành cho Đài Loan, được phê duyệt dưới thời của Tổng thống Joe Biden, bao gồm 60 hỏa tiễn diệt hạm Harpoon Block 2 có giá 355 triệu đô la, 100 hỏa tiễn không đối không chiến thuật Sidewinder giá 85,6 triệu đô la và 655,4 triệu đô la để hỗ trợ cho một radar giám sát Raytheon đã bán trước đó. Theo hãng tin AFP, hỏa tiễn Harpoon Block 2 có khả năng theo dõi và tiêu diệt các tàu đang đến gần hòn đảo. Trong khi đó, thì hỏa tiễn Sidewinder là một trụ cột chính của phương Tây về hỏa lực không đối không của họ. Hệ thống radar Raytheon hoạt động tại Đài Loan từ năm 2013 sẽ giúp cảnh báo cho hòn đảo này về một cuộc tấn công sắp xảy ra. Các loại vũ khí này đều từng được bán cho Đài Loan. Thương vụ nói trên được phê duyệt một tháng sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Quốc hội Mỹ phải phê duyệt trước khi thương vụ nói trên được tiến hành. Tuy nhiên thì thương vụ này có thể bị ít phản đối tại Quốc hội do sự ủng hộ Đài Loan của các thành viên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ Mỹ đang tăng cao. Phản ứng lại, Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức thu hồi thương vụ vũ khí. Điều này đang gửi các tín hiệu sai đến các lực lượng ly khai đòi Đài Loan độc lập và gây tổn hại nghiêm trọng đến các mối quan hệ của Trung Quốc và Mỹ và ổn định eo biển tại Đài Loan. Ông Lưu Bằng Vũ, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, ông Lưu nói thêm rằng Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó phù hợp nếu cần. Tin Việt Nam, một cháu gái ở Sài Gòn bị lừa sang Campuchia, gia đình phải vay 5.500 đô la để chuộc mạng. Sau 3 tháng bị lừa bán sang Campuchia, cháu bé 13 tuổi, một học sinh lớp 7 ở quận Bình Tân đã được gia đình đón về sau khi phải vay mượn 5.500 đô la làm tiền chuộc mạng. Ngày 30 tháng 5, em D đã xếp 3 bộ quần áo vào ba lô và rời khỏi nhà trên đường liên khu 89 rồi biệt tích. Khi đi, em để lại một bức thư với nội dung: "Mẹ ơi, con đi làm xa, đừng gọi điện cho con không nghe máy đâu, hết hè con sẽ về lại." Sau đó ít ngày thì gia đình mới biết con gái mình đã bị lừa bán sang Campuchia. Để đủ tiền chuộc em D, mẹ của em, bà Phạm Thị Hương 36 tuổi cho biết, do nhà nghèo, vợ chồng bà phải vay mượn khắp nơi, thậm chí cầm cố ruộng đất ở quê thì mới có đủ tiền. Bà Hương kể rằng một người đàn ông tên Thành An ở quận 11 đã giúp liên lạc với một người tên Ca ở Campuchia để nhờ chuộc bé D. Sau đó gia đình được biết quản lý nơi bé làm việc đòi phải trả 5.500 đô la. Ngày 24 tháng 8 thì vợ chồng bà Hương đã đến ngân hàng nộp số tiền nêu trên vào một tài khoản người Việt Nam theo yêu cầu. Họ chấp nhận rủi ro mất tiền nếu bên casino Campuchia không thả người. Chiều cùng ngày thì tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, vợ chồng bà Hương đã ôm chầm lấy con gái sau 3 tháng xa cách. Khi đó thì bé D cho biết vô cùng ân hận vì khiến cho ba mẹ phải lo lắng suốt thời gian qua. Cháu bé kể rằng sau khi bị lừa, cháu được đưa vào các công ty làm nhiệm vụ dụ dỗ các người khác sang Campuchia hoặc làm cho các ứng dụng cờ bạc. Nhiều lần cháu đã bị đánh đập vì không làm được việc. Hiện giờ về tới nhà, gia đình vẫn đang dành thời gian cho cháu để ổn định tâm lý, bà Hương đã nói thêm.
Gia đình bà cho cháu D tạm dừng học trong một năm để ổn định tinh thần. Trong khi đó thì vợ chồng bà cố gắng làm lụng để trả khoản tiền vay để mà chuộc mạng con gái. Cùng thời điểm thì vào ngày 28 tháng 8, một bài báo cũng đã thuật lại trường hợp của một thiếu niên cũng bị lừa bán sang Campuchia. Theo bản tin thì em Trần Hoàng Vũ, 17 tuổi, quê ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ và cô bạn gái bị lừa bán sang Campuchia. Khoảng 2 tháng trước, Vũ cùng bạn gái lên Sài Gòn để kiếm việc làm. Sau đó Vũ gọi về nhà nói là đã bị bán qua Campuchia với giá 1.000 đô la. Vũ kể mình bị buộc làm quá giờ, không có thời gian nghỉ ngơi, nếu không làm thì sẽ bị đánh, cho nên đã gọi điện thoại về gia đình để cầu cứu. Công an của thành phố Cần Thơ đang phối hợp với các địa phương làm rõ vấn đề để mà giải cứu cho nạn nhân. Nhưng cho đến nay thì vụ này vẫn chưa có kết quả. Cơ sở kinh doanh bóng cười bị phạt 34,5 triệu đồng vì được tin báo của người dân trên Facebook. Lực lượng chức năng tiến hành xử phạt một cơ sở kinh doanh ở đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên về hành vi cho khách sử dụng trái phép bóng cười tại quán. Ngày 3 tháng 9, Công an quận Long Biên cho biết qua phối hợp cùng lực lượng chức năng đã xử phạt 34,5 triệu đồng một cơ sở kinh doanh trái phép bóng cười trên địa bàn từ tin báo của người dân qua trang Facebook. Trước đó, người dân đã phản ánh cơ sở này cho khách sử dụng bóng cười ở quán. Ngay sau khi nhận thông tin thì đội cảnh sát, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra cơ sở và thu giữ 3 bình khí N20. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với các cơ sở về các lỗi kinh doanh hóa chất hạn chế, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng số tiền phạt đối với cơ sở này là 34 triệu rưỡi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Được biết là thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã liên tiếp bắt quả tang xử lý các chủ kinh doanh trái phép bóng cười. Vào ngày 1 và 2 tháng 9, thì cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất hai cơ sở kinh doanh nước giải khát, đồ uống tại tòa nhà 14 Nam Đồng. Tại đây, thì cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ một bình khí N20 loại 40kg và 6 bình khí loại 8kg. Cơ quan chức năng đã kiểm tra rất nhiều nơi và họ nói rằng do ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc nên các vi phạm này vẫn diễn ra nhiều nơi, gây ra nguy hại cho xã hội, nhất là giới trẻ. Các hành vi vi phạm liên quan đến bóng cười, ma túy gây ra những nguy hại về sức khỏe cũng như là tính mạng của người dùng, cũng như gây ra những vụ việc không an toàn cho xã hội. Việc này mình thấy không cần phải kiểm tra, mình thấy ngồi ôm bong bóng đầy đường. Mình thấy nhan nhản hoài mà mình không thấy một cái người nào những cái tiệm, những cái quán nhậu, những cái quán bia, cái này là theo thực tế Loan Lộc đi mà thấy thôi. Mình thấy rất là nhiều nơi, không lẽ lực lượng chức năng họ không nhìn thấy hay sao mà nói là che đậy, không có che đậy, có bị bắt gì đâu. Thấy mỗi đêm mình cứ chạy ngang và mình cứ thấy họ ngồi ngoài đường, họ ôm bong bóng. Mà có một hôm á, Loan Lộc vào một nơi, mình thấy một cô gái chừng khoảng mười mấy tuổi thôi quý vị, ngồi trong khoảng nửa tiếng đồng hồ mà cô ôm 5 cái bong bóng. Thì mình không hiểu rồi đây sức khỏe của những cái bạn gái trẻ như vậy sẽ như thế nào. Đã hết phần tin chính, bây giờ Loan muốn nghe tin phụ không Loan. Mỗi ngày đổi một câu luôn hả? Vậy đi. Vậy cho nó đổi mới. Rồi. Tên. Hôm nay tin phụ là gì đây? Tin cha con đi. Cha con hả? Cha con đi. Chuyện vui hả? Không biết vui không? Rồi, hên xui đi. Hên xui nha. Thì có một người cha, đến giờ ăn cơm, người con không đi ra ăn cơm, người cha mới la. Con à, tới giờ ăn cơm, không chịu ra ăn cơm, mà cứ ôm cái tivi coi hoài. Có tin là ba mé cô giáo con không? Buổi chiều đi ngang qua phòng con, thấy ôm cái điện thoại, người cha mới la tiếp. Trời đất ơi, học bài không lo học bài, lo ôm cái điện thoại. Có tin là ba mé cô giáo con không? Tối khuya, thấy con chưa ngủ, ông cha la tiếp. Trời đất ơi, tối thì không ngủ, sáng thức dậy đi học thì không nổi. Con có tin là ba mé cô giáo con không? Cô con gái xây qua và nói, ba, sao gì mà ba cũng nhắc tới cô giáo con vậy? Ba có tin là con mét mẹ không? Cứng họng. Sao ba nhắc cô giáo con hoài vậy? Ba suy nghĩ mà mới nhớ cô giáo con hoài vậy? Hên quá, năm nay bé Trứng gặp thầy giáo chứ không có gặp cô giáo. Vậy đỡ, vậy ba đỡ khổ. Vậy có gì là mẹ bé Trứng mét thầy giáo bé Trứng à? Ủa, gì kỳ vậy?
Ok, ngày hôm nay Lộc Lan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Lan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương, chia sẻ và góp ý cho chương trình của Lan và Lộc, và luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình sao nhắc cô giáo không ha? Chắc nhớ cô giáo liệu lắm.